Xin chào các bạn, chúng ta đều biết ăn cá rất tốt cho sức khỏe và trong các loài cá, cá hồi là loại cá có nhiều omega 3, tốt cho cả người lớn và trẻ em. Hôm nay Trang sẽ làm món cá hồi áp chảo với sốt sữa chua ăn kèm khoai lang, thơm và ngon. Đầu tiên Trang sẽ cắt cá để tầm. Miếng cá dài thế này bạn có thể cắt thành 2 miếng to. Tiếp theo mình sẽ tẩm cá với dầu ô liu, vừa để cá không dính chảo và vừa để cá thơm và cho chúng ta hấp thụ tốt các chất vitamin trong cá. Và tiêu đen đỏ hồng. Bây giờ cá đã sẵn sàng để cho vào chảo áp chảo, trên sẽ cho một ít dầu ô liu nữa lên chảo. Bây giờ chảo và dầu đã nóng và mình có thể rán cá. Mình sẽ cho lớp da cá áp xuống trước. Hồi đã chín và Trang sẽ bắt ra đĩa để cá không chín tiếp. Trên chảo mình cần rán sao cho cá vẫn còn một ít hồng, sau đó để cho cá nguội và trong thời gian chờ cá nguội Trang sẽ làm sốt sữa chua để chấm cùng với cá rất là nhanh. Đầu tiên là sữa chua, sau đó mình thái thêm một ít thìa là ăn nhỏ ra để cho vào sữa chua. Để giữ một ít lại để trang trí, còn lại cho nước vào sữa chua. Sau đó mình cho một thìa mù tạt vàng của Dijon. Mù tạt sẽ có vị mặn và chua chua, rất hợp với vị sữa chua để ăn kèm với cá. Tẩm thêm một ít muối và tiêu nữa để cân bằng vị chua. Và cuối cùng vắt thêm nước chanh vàng sẽ khiến cho vị tanh của cá không còn nữa. Bây giờ Trang sẽ rưới sốt lên trên cá. Cuối cùng rắc một ít lá thơm, thì lá thơm lên trên vừa đẹp và cũng vừa để hoàn thiện hương vị của món ăn. Nên mình cộng lên trên. Và như vậy món cá hồi vừa bổ dưỡng vừa ngon của chúng ta đã xong và cũng rất nhanh đúng không các bạn? Chúc các bạn ngon miệng và hẹn gặp các bạn vào tập Home Chef sau. Xin chào!